Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở channel mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Shield. Thì hôm nay mình sẽ đánh cái chiếc huy hiệu thứ năm bạn. Đó, chiếc huy hiệu mà của hệ Fairy các bạn, hệ tiên đó. Hiện tại mình đang ở trong cái khu gần mà quyền ảo các bạn. Thì cái Pokemon Gym ở trong này luôn. Hãy đọc và phải khắc được hải tiên nhé các bạn. Poison Tide. Phải vừa đánh gì chứ là còn hỏi chứ. Thank you.
trả lời sai câu hỏi, chúng ta sẽ bị mất một cái bị giảm star bất kỳ các bạn. Trả lời chúng thì được tăng ta, còn trả lời sai thì được giảm ta phải. Thank you.
là những câu hỏi bảy không các bạn? Thể là trong câu chuyện bà đã nói là bà ta già rồi các bạn, bà ta cần một người kế thừa để cho Jim Leader tiếp theo các bạn ơi. Thế bà ta sau trận này bà ta thua thì bà ta sẽ giải nghệ và tìm một người Jim Leader mới để kế thừa bà ta các bạn. Thank you.
Bà ta chọn thằng BD là thằng này làm team leader tiếp theo của bà ta các bạn. Thằng này hết màu hồng các bạn. Ok, mình sẽ kết thúc clip ở đây nha. Hẹn gặp các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye!